Theo người phát ngôn chính phủ Thái Lan, Thủ tướng Setha Thavisin đã yêu cầu tất cả các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp nhà nước trên toàn quốc treo cờ rủ trong 2 ngày, hôm nay và ngày mai, để tưởng nhớ Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Trước đó, ngày 25 tháng 7 vừa qua, Thủ tướng Thái Lan Setha Thavisin cũng đã thay mặt chính phủ Hoàng gia và nhân dân Thái Lan đến viếng, đặt vòng hoa và ghi sổ tang tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan. Trong sổ tang, Thủ tướng gửi lời chia buồn sâu sắc và bày tỏ sự cảm thông tới chính phủ và nhân dân Việt Nam cũng như gia quyến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thời khắc đau buồn.